Rồi, đổ qua nào. Rồi, bây giờ đổ qua nha. Ngon chưa các bạn? Dạ, lúc này là nó thơm rồi. Đổ qua cái nồi bên này. Wow. Ôi, quá trời đậm nàng luôn. Còn cháo không? Phần cháo này ăn nó bao ngon luôn nha các bạn. Dinh dưỡng rất là cao. Xong, kết thúc. Xong. Rồi, kết thúc. Một nồi cháo cực kỳ ngon luôn nha các bạn. À, tôi sẽ ghép cái video này lại cho các bạn coi. Quá ngon luôn. Em bỏ hành lá vô đây nữa đúng không? Tí ra bàn Tí nữa ra rồi. bạn mới bỏ hành lá vô. Xanh mướt luôn. Rồi, chuẩn bị ăn thôi. Chuẩn bị ăn thôi ha.